Khoảng 1.200 đơn vị triển lãm từ 62 quốc gia hiện diện tại hội chợ Gamescom. Từ hôm nay, công chúng sẽ được thử nghiệm những tiến bộ mới nhất tại hội chợ trò chơi điện tử lớn nhất thế giới. Năm ngoái, hội chợ đã thu hút 265.000 khách tham quan. Trong đại dịch, nhiều công ty sản xuất trò chơi điện tử đã công bố các tựa game mới bằng hình thức phát trực tuyến livestream với sự cộng tác của các ngôi sao, nơi hội chợ không còn là nơi duy nhất quảng bá sản phẩm. Chính vì thế, những tên tuổi lớn như Sony Interactive Entertainment, nhà sản xuất PlayStation, hay Epic Games, nhà sản xuất Fortnite, hoặc Activision Blizzard, nhà sản xuất Call of Duty, năm nay không tham gia hội chợ Gamescom. Thay vào đó, các nhà sản xuất nhỏ, độc lập lại nổi lên tại hội chợ với cách tiếp cận thân thiện và sản phẩm thì sáng tạo. Một xu hướng của hội chợ Gamescom năm nay chắc chắn là những sáng tạo công nghệ, đó là trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo và ứng dụng game vào đời sống. Mới mấy tháng nay, chúng ta đã biết đến AI có trong các chatbot, nhưng thực tế đó đã là một phần trong game trong nhiều thập kỷ rồi. Chính phần mềm phát triển ra game ngày nay đang thay thế các trường quay phim ảnh hay tạo nên cuộc cách mạng trong hoạt động đào tạo. Tôi phải nói là trò chơi Dai Plus gần như là tương lai của thực tế ảo. Ở trong cabin thì chúng ta có thể di chuyển trong thế giới ảo và cảm nhận được những gì đang xảy ra trong đó. Ví dụ chúng ta đang ở trong quảng trường Potsdamer Platz ở Berlin. Chúng ta lái xe từ bóng râm ra chỗ nắng là chúng ta cảm nhận được nắng ấm trên da. Khi chúng ta đến nơi không khí lạnh hơn, chúng ta cảm nhận được tất cả vì toàn bộ dữ liệu được mô phỏng và chuyển đến người chơi chính xác như thật. Hội chợ Gamescom sẽ mở cửa đến ngày 27 tháng 8.